Câu hỏi thứ 10. Kính thưa ban giải đáp, hiện nay tình hình thế giới là Nga và Ukraine đang đánh nhau chưa có hồi kết thúc, cũng như các nước khác như là Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên cũng đang hiềm khích nhau. Vì vậy, tôi nghĩ nếu quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Phật lý Thiền Tông Việt Nam cũng là tinh hoa của Đạo Phật mà chùa Thiền Tông Tân Diệu đang nắm giữ, nếu nhà nước Việt Nam cho phép xuất bản quyển giáo lý này ra để cho nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân thế giới được đọc và hành theo quyển giáo lý này, thì có được những lợi ích gì? Tôi là Thiền gia Mỹ Bình, là thành viên Ban Giải đáp Thiền Tông, Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi 10 của Nguyễn Thị Bích Thủy. Phần này, Chùa Thiền Tông Tân Diệu không góp ý được mà chỉ vâng lời Đức Phật và cho công bố ra phần 1 bài 24 trong quyển giáo lý bằng 6 thứ tiếng, tùy theo các vị lãnh đạo các nước quyết định. Mời chị.